Các em thân mến, mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài 22, bài 23 và bài 24 ở trong trang 23 của cuốn sách Giải toán có lời văn lớp 1 các em nhé. Bài 22 đề bài như sau. Mẹ làm được 20 cái bánh, sau đó mẹ làm thêm 15 cái nữa. Hỏi mẹ đã làm tất cả bao nhiêu cái bánh? Bây giờ chúng mình tóm tắt bài toán. Đầu tiên đó là mẹ làm được bao nhiêu nhỉ? À, mẹ làm được 20 cái bánh. Đang ghi mẹ làm được 2.20 cái bánh. Xuống dòng này, chúng ta ghi đó là mẹ làm thêm 2 chấm này. Đó là gì nhỉ? Đó là 15 cái bánh. Bây giờ chúng ta sẽ đi tóm tắt câu hỏi. Để bài hỏi chúng ta là hỏi mẹ đã làm tất cả bao nhiêu cái bánh, thì mình sẽ ghi tóm tắt đó là mẹ đã làm tất cả 2 chấm này. Bao nhiêu cái thì mình chưa tìm ra, ta sẽ ghi thầy là dấu 3 chấm nhé. Chấm 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 này, chấm 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 cái bánh, hỏi chấm. Bây giờ chúng mình sẽ ghi bài giải này. Đầu tiên chúng ta ghi câu lời giải. Để bài hỏi chúng mình là mẹ đã làm tất cả bao nhiêu cái bánh, mình sẽ ghi lời giải là mẹ đã làm tất cả số cái bánh là 2 chấm. Xuống dòng ta ghi phép tính. À, phép tính là gì? Chúng mình thấy trong từ ngữ đề bài đó là có từ thêm, hỏi chúng mình là tất cả. Vậy thì phép tính ở đây là phép tính cộng rồi. Ta lấy 20 cộng thêm 15 đúng không? 20 này cộng thêm 15. Em đặt tính ra nháp, kết quả mình được là bằng 35. Và đơn vị mở ngoặc ta ghi cái đóng ngoặc. Xuống dòng mình ghi đáp số 2.35 cái bánh. Như vậy là mình đã làm xong bài 22. Tiếp theo thầy cho chúng ta cùng đến với bài 23, đề bài như sau. Hà có 25 cái bút, mẹ mua cho Hà thêm 20 cái bút nữa. Hỏi lúc đó Hà có tất cả bao nhiêu cái bút? Bây giờ chúng mình sẽ cùng tóm tắt nhé. Lúc đầu thì Hà có 25 cái bút này. Ta ghi Hà có 2.25 cái bút. Xuống dòng ta ghi này, mẹ mua cho Hà thêm 2 chấm này, đó là 20 cái bút. Và xuống dòng ta ghi câu hỏi. Để bài hỏi chúng mình là hỏi lúc đó Hà có tất cả bao nhiêu cái bút, thì mình sẽ ghi tóm tắt đó là Hà có tất cả 2 chấm này. Bao nhiêu cái bút thì mình chưa tìm ra, chúng ta sẽ ghi dấu 3 chấm nhé. Chấm 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 này, cái bút, hỏi chấm này. Rồi, ê, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài giải. Trong bài này thì ta thấy rằng là có từ ngữ là từ thêm này. Ta lại thấy rằng có từ tất cả, chắc chắn rồi, chúng mình sẽ dùng phép cộng. Thế vậy thì câu hỏi đặt ra cho chúng mình đó là có phải là 25 cộng 2 không? À, chúng ta đọc thật kỹ đề. Ở đây là 20 đúng không? 20 cái bút. Chúng ta phải đổi trước đã. Ta ghi 20 thì bằng 20. Sau đó xuống dòng ta mới ghi câu lời giải nhé. Dựa vào câu hỏi mình sẽ ghi câu lời giải như sau. Lúc đó Hà có tất cả số cái bút là 2 chấm. Xuống dòng chúng mình ghi phép tính, đó là 25 cộng thêm 20. 25 cộng 20 bằng 45. Mở ngoặc đơn vị là cái, đóng ngoặc. Xuống dòng đáp số 2.45 cái bút. Chấm. Rồi, mình đã xong bài 23. Tiếp theo thầy trò chúng mình đến với bài 24, đề bài như sau. Trên xe có 12 người, sau đó có thêm 20 người nữa lên xe. Hỏi lúc đó trên xe có bao nhiêu người? Bây giờ mình sẽ đi tóm tắt như sau. Trên xe có 2.12 người. Có thêm, xuống dòng ta ghi có thêm 2.20 người lên xe đúng không? Có thêm 20 người lên xe. Rồi xuống dòng ta ghi câu hỏi tóm tắt này. Hỏi lúc đó trên xe có bao nhiêu người thì mình sẽ ghi, xuống dòng ta ghi trên xe có 2 chấm. Bao nhiêu người ta chưa tìm, ta sẽ ghi thầy dấu 3 chấm nhé. Chấm 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 người, hỏi chấm. Bây giờ mình sẽ ghi bài giải nhé. Chúng ta ghi câu lời giải luôn không nhỉ? À, chúng ta thấy rằng là
Trong đề bài có 20 thì mình sẽ phải đổi thành 20 đã. Ta sẽ đổi 20 bằng 20. Sau đó mình mới ghi lời giải sau nhé. Lời giải chúng ta sẽ ghi: lúc đó trên xe có số người là 2 chấm. Xuống dòng chúng mình ghi phép tính, đó là 12 này cộng thêm 20. 20 là 20 nhé em. 12 cộng 20 bằng 32. Mở ngoặc đơn vị người, đóng ngoặc. Xuống dòng mình ghi đáp số 2 chấm 32 người chấm. Như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài 22, bài 23 và bài 24 có trong trang số 23 rồi các em ạ.